con treo lọc lọc đầu năm. Rồi con treo hôm đi. Hôm nay mùng mấy rồi mà con treo lọc? Hôm nay là mùng 7, mùng 6 rồi phải không? Cái hôm nay mùng 6 rồi. Nhưng mà tại vì là bên Mỹ này á, ngày nào cũng Tết, nhưng mà tuần rồi bị kẹt nên bây giờ lại tuần này. Treo bên này không? Vậy lấy treo bên này không? Ba để cái phong pháo ra ngoài đi, ba để vậy cái cây nó trị xuống quá. Để ngoài nó trị, tự nhiên để cái này nó trị cái này xuống rồi này. Nó làm cái bông á, cái cây mai chè hè rồi. Mai thì nó cong cái vậy, nó giật nó lên. Ủa nãy giờ con Ly nó đem dục đâu hết mà mất. Ô Ly kìa. Ly, cái bông ngoại nó có hết con. Ly để đâu? Mua rồi. Mua. Kìa vơ, vơ đi chơi bà ngoại kìa. Bà ngoại đi kiếm kiếm robo kìa. Đi đi. Thôi robo đi rồi. Em gì đâu? Không robo hả? À? Robo đâu rồi? Robo đi mất rồi. Robo đi mất rồi. Ồ, robo đi mất tiêu rồi. Trời ơi. Không chịu giữ nó để cho cô đi mất tiêu rồi. Bà mẹ giữ rồi nó đi kiếm. Đi 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 bà ngoại đâu? Đi bà ngoại kiếm chỗ khác đi. Đừng có đi ở đây nước nóng con ơi. Không có, không có đâu ngoại. Không có. Đi đâu không ạ? Mất tiêu rồi. Nó đi đâu rồi? Đâu? Con này gái quen, gái quen chưa chưa bà nội. Cái này chắc gái thành thị rồi. Cái này đằng đỏ. Chưa ông nội. Để thiếu một cái thôi. Kiểm tra lại cho chị bán. Bà Yến nè, thưa bà Yến, con này thưa bà Yến, thưa cô. Dạ, thưa cô Tú. Trời ơi, sao con mặc cái bộ đồ này hết sảy rồi ta? Xe vòng cô Tú coi thử coi. Sao cái bộ này nó có nhỏ với con không vậy? Mẹ từ năm ngoái đó thưa chú Khanh, thưa ông Trung đó kìa. Vi, Vi ra mẹ cột tóc lại Vi. Lỗ lòng nhà. Nó thua lòng nhà. Về đây bà cầm cho con đi lâu cột tóc. Trời ơi, mặc là đi mặc 33, 37 mà đi giày tây. Mặc bốt đồ xô. Không hay hả? Rồi nguyên khối luôn. Thôi để một ăn cơm con ơi. Để một ăn cơm. Nước vô cái là chắc cái rồi ba cái còn cái vậy là ba chạy về nhà đi thôi mẹ không phải đâu nó bỏ trong túi vậy còn cái nữa đâu cái này đâu a big balloon. Ông ngoại giới thiệu đi. Ông ngoại giới thiệu đồ ăn đi. À, đây là món gỏi này là của chị Yến. Món gỏi này là của bà ngoại.
Còn cái này là xôi, này là của Nhân. Nhân Bất Quyền. Còn cái này là đồ nguội. Đây ba làm. Ba làm. Cái này đồ chua. Cái này ba làm luôn. À, cái này mua. Mua ba chỉ trang trí thôi. Cái này đồ chua là nhà làm. Này bánh chân mẹ làm, bà ngoại làm. Rồi. Rồi còn bên kia. Bên này là món miếng này á. Miếng gà này á là do bà nội làm. Bà Tú làm. Đây là món sườn nướng do bác sĩ Vũ làm. Bác sĩ Vũ ra tay làm. Trời ơi nhiều quá. Cái này dược sĩ Tú. Đây là miếng này do Mỹ Tú làm, dược sĩ Tú làm. Tôi nghe có sĩ nghe sợ. Còn cái này là cà ri do Thạc sĩ Quyên với Nhân làm. Cử nhân với là Thạc sĩ Quyên. Nghe đau bụng quá. Mà. Lấy cái nước này không? Đấy, cậu giờ cậu trang lên cái này đi cậu. Cậu đổ luôn đi. Lấy cái chén. Không, lấy cái chén ra. Đây nè cậu. Trộn ăn. Để chén giấy không được. Trời ơi, nhà mình có nhiệt tới lượng. Quá là nhiều quá rồi. Anh cho hết nha. Anh cho hết đó. Hôm qua bà nội yếu còn sợ không đủ á. Trời ơi, bà nội yếu. Anh này xong chắc là coi như đổ huyết áp luôn. Không, mấy cái chén nước cho chị. Dạ. Ba cái này rồi vô chụp hình đi gà. Không, cái này cho vô chị cho nó ngâm. Đâu không? Rồi chụp hình đi. Rồi, chụp hình đi. Mất ra ngoài cho nội. Ủa anh ngủ nước rồi nào vậy? Sáng nay hả? Hôm qua về mới đi chợ hả? Chị hai nó đậu mà. Đậu đi chan vô cho nó ngấm, không thôi nó chỉ thấy nó lạc tèo á. Ít chờ chờ TV. Hả? Chờ TV hả? Chờ chờ TV. Ủa cái đúng của Costco. Chờ Xmart á. Ít Costco hả? Dưới kia còn kìa. Nước sẵn cho mình rồi. Dưới kia còn nước kìa. Mà không cậu ra Audi ấy, sườn Audi ngon lắm cậu. Sườn Audi như mua rẻ với cả ngon đúng không? Hôm trước mua cả tảng này có 12 đồng. Hỏi em trộn đi rồi. Mày cứ cho hết này rửa đi lát rồi rửa nước đi nè. Không thôi nó không có thấm đâu. Hôm qua hôm kia người ta ăn cái người ta cũng kêu là làm không có nước mà. Có bột bắp người nhân cho chỉ bột bắp rồi đánh gì cho nó đặc đặc lên tí. Chung Quyên là năm nay là thế nào phải có tin vui nha. Không có tin buồn đó mà tin vui không á. Rồi vô chụp hình đi xếp hàng vô chụp hình đi. Đấy hả bà? Chạy vô. Rồi, bơ đâu. Rồi, chụp cái nha, 2, 3. Rồi, mày nhìn đây. Ok, rồi, ok. Rồi, vô, vô. Rồi, biết chơi nha. Biết chơi nha. Ly. Cười nè. Tay qua. Đúng rồi, đẹp. 2, 3, 3.
Ở này rồi rồi 1 2 3 2 3 bây giờ biết nói gì hơn, cái lời chúc vừa rồi của anh là quá đầy đủ, tất cả mọi người đều có phần trong cái lời chúc đó mà rất là thiết thực. Thôi thì còn một lời chúc cuối cùng nữa, có lẽ em đi là mọi khi mà chúng ta có hết rồi thì cuối cùng chúng ta sẽ lại có hạnh phúc, mỗi người có một cái cuộc sống riêng của mình được hạnh phúc, gia đình được hạnh phúc, rồi các con được nuôi dạy trong cái tình yêu thương và hạnh phúc. Cái điều đó là rất là đáng quý. Đó, thì cầu chúc cho năm mới tất cả mọi người chúng ta đều tìm được cái hạnh phúc của mình. Bây giờ là mấy đứa nhỏ lên hai trước đi, hai lần đầu năm đi. Rồi, ô đi ra. Ô đi ra. Nhỏ xíu, nhỏ nhất đi anh đi kìa. Tội nghiệp quá, có một đứa mà đẩy qua để lại riết à. Để đây trong này. Hai đứa kia. Kia đó, vừa, mau. Đó, thấy không? Bà để cùng một màu vậy đó, khỏi lựa, đi giờ đi kiếm cái xấu nhất. Khỏi có lựa. Rồi chết. Ôi trời ơi, vơ đi chân không vơ. Vơ đâu? Vơ hay là vơ? Vơ lựa đi vơ. Ủa hả? Sao hả? Đã cái con. Trời ơi, đi chân không. Trời ơi, rồi đi cái nào. Rồi đi. Đâu lựa rồi, không phải. Sophie đang lựa. Không phải nào. Rồi. Nè, Sophie đâu? Sophie lựa cái nào? À, có Mi Nhàn hả? Đưa ra cô Tú coi. Mi Nhàn nha. Không, chưa, tới nhanh đi. Nhân lấy cây nào, cây đào hay cây vàng? Cây nào cũng thế à? Nhắm nhanh lên. Rồi đến Tú bên phòng nè. Tú bên phòng. Rồi, chú Khanh đâu rồi? Chú Khanh. Chú Khanh. Con rõ nghe. Rồi. Rồi. Thích màu vàng. Đến nha con Sáu. Bây giờ lấy cái nào mà nó xa đó. Hỏi lửa nó như nhau à. Rồi, cái con. Mới đúng rồi. Mới hết cây, Ủa, thằng này ngồi téo vậy? Ủa con. Mới hết vậy chứ. Thôi bây giờ mình gửi nha. Gửi đi. 1, 2, 3 gửi đi. Gửi đi. Mang dép vô đi chung không? Mang nè, chân nào? Bấm kỹ dữ ta. Ai bấm kỹ? À, chị Vi được 2 đồng. Trời ơi, được 5 đồng. Rồi, gắn rồi.
hai đồng. Sao đây ông trai đồng rồi? Hả à, đâu? Dạ anh nhanh lắm. Nam đi đúng rồi cậu. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng, đúng thiệt luôn á. Đúng rồi nè. Ủa? Làm gì? Cái gì? Chúng gì vậy? Chúng gì? Kỳ vậy con? Ủa gì kỳ vậy? Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn nè. Mất cái quần sao vậy? Mất cái quần rồi. Ủa cái kỳ vậy? Rồi con. Rồi. 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 Quấy đâu hết rồi. Này lúc về hết hồn thiệt cậu. Lúc này về hết hồn thiệt. Lúc đi có quần, lúc về khóc quần. Không, lúc đi có quần, lúc về hết quần. Hết quần. Cấm quần rồi, cấm quần nữa rồi.